sao vậy? Ok, chơi. Em ơi, đừng. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Up Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với bạn Lucy. Thì cùng với Lucy chúng ta sẽ cùng chôn thằng Noob bên kia. Thì tập trước mình đã cho mình và cùng mát cho cái nhà thằng Noob bay lên trên này rồi. Và các bạn có thể thấy cái khu vực tên lửa phía sau nó bị banh bong ra mất tiêu rồi. Thì chỉ còn khu vực bên tên lửa phía trước thôi. Và tập này thì bọn mình sẽ cùng có kế hoạch là sẽ cho thằng Noob đi xuống dưới lại. Nhưng mà cái xuống dưới á, là bọn mình phải làm một cái khinh khí cầu mà có thể điều khiển được để cho Noob xuống dưới. Lucy có ý tưởng gì không? Có khinh khí cầu. Ok, Lucy có vẻ như là có hình khinh khí cầu rồi. Thì Lucy có thể đi qua bên kia để xây trước. Rồi, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì chúng ta hãy để lại dành một tí thời gian để lại cho Jenny một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất của Jenny hàng ngày nha. Và cứ mỗi 6 giờ tối thì Jenny sẽ đăng video nhé. Và đừng quên qua channel của Lucy để đăng ký nữa. Thì Lucy dạo này có hay đăng video Minecraft không nhỉ? Có, ngày nào cũng đăng mà. Ok, đúng rồi. Lucy đúng không? Lucy. Đúng rồi. Ngày nào Lucy cũng đăng. Ok, và tất nhiên tập này cũng sẽ có giveaway quay các bạn. Các bạn đừng quên tìm nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ vô luôn. Trời. Ok, trên này hơi cao và phải tìm một cách nào đó để cho Noob nó đi xuống. Rồi, phải phá. Bây giờ anh build cái sợi dây lên đi. Anh build cái sợi dây lên á. Hai mấy cái sợi dây để dựng cái khinh khí cầu ấy. Yeah. Dựng khinh khí cầu đúng rồi á. Ok. Thì ý là em em xây trên, anh xây dưới mà. Anh lại xây dưới. Chết rồi. Mất tiêu rồi. Thì có mấy bạn đã để lại cho cái thử thách cho mình, đó là cho thằng biến Noob thành không phải biến Noob mà là cho nhà Noob xuống dưới biển thành tàu ngầm luôn đi. Thì ở tập này mình sẽ ý là ở tập này mình sẽ làm khinh khí cầu và lái nó làm sao mà ra được bờ biển nha. Bằng cách nào đó lái nó ra bờ biển tiếp. Noob ra biển hoài luôn. Okay. Tội nghiệp đúng quá, các bạn độc ác gì đâu luôn đó. Ây da, từ từ, một không biết cái này để làm gì. Ây da, ủa em xây kiểu gì vậy? Không phải xây lên hả? Thì ý là một cái, anh biết cái sợi dây không? Đồng, nó sẽ có một cái sợi dây chụm lại á, để đi lên thành một cái hình kính cầu tròn á. Bố có sợi dây á anh. Rồi, thằng Noob hôm bữa nó bị té xuống, đang thở oxy trong này luôn. Rồi. Ôi trời ơi. Hôm bữa nó bị té xuống dưới. Rồi, ok, tên lửa dưới đúng không? Thì trước khi bắt đầu tên lửa thì hãy làm chỗ này sáng sáng lên đã. Hai bên hai cục sáng đi. Rồi các bạn nghĩ tên lửa nó sẽ nhìn như thế nào? Thì mình sẽ xây giống cái của cái tên lửa mà hai cái tên lửa bên kia. Đây. Các bạn chờ mình tí xíu. Hình cái tên lửa. Em xây sao giống nhà em? Em sẽ cố gắng. Vậy. Ok, vậy chờ mình tí. Bẹp. Đấy. Cái này đẹp rồi. Đấy. Thì mình đang trên gần tới được 1 triệu sub rồi. Thì các bạn đừng quên nhanh tay nhấn đăng ký và nói các bạn, chia sẻ cho các bạn bè cùng đăng ký. Nếu mà mình đạt được 1 triệu sub thì mình sẽ làm thật nhiều cái sự kiện và làm event cho mấy bạn, để tặng quà và gặp gỡ giao lưu cùng mấy bạn nha. Đừng quên để share và like nhiều vào. Đấy. Trời, cái này nhìn nó giống lửa không trời, nhìn Sida vậy. Chết đi, nhìn nó giống như hai cái sừng vậy. Chết đi, nhìn em view rồi, đi chơi hai cái sừng vậy. Lại chơi giống em, làm giống. Ôi, em đang làm giống, anh cứ bình tĩnh, Trời, phải build thành hai cái sừng nhìn kỳ lắm. Hai tí không bay được, thôi anh em mình lại thôi. Phải cho mọi người thấy được là mình có thể khả năng build được những cái có thể bay được đúng rồi. Nói vậy thôi chứ chắc cũng không bay được đâu tư. Rồi thôi, nhìn giống hai tên lửa vậy, sao nhìn siêu que quá vậy ta. Hình như là phải dậy thì mới giống tên lửa. Ok thôi, chắc phải dậy á. Cái gì không có gì đâu, xe lẹ lên em đi, xe lẹ lên em. Sao em đang cố gắng hết sức đây này. Nãy giờ mới xây xong 3 cái dây rồi hả? Đúng okay. Rồi. Trời ơi, 3 cái dây. Ok đó. Đó, 2 cái tên lửa để cho nó di chuyển. Trời ơi, mấy cái dây. Em chắc là em xây được đâu.
Em được, em xây được, em xây được mà. Wow, ok. Anh xây cách nhanh chóng vậy. Em xây lâu. Anh không biết xây đi học build của em đâu. Xây học build. Thật ra thì em muốn xây cho nó giống nên em phải xây chậm một tí. Đấy. Em xây nó hình chữ nhật hả? Em muốn là kiểu nó lên xuống này. Nhìn cho nó đẹp hơn chứ chứ không có kiểu view đơn giản á. Ok. Gió ren ren. Ồ ok ok. Sáng rồi đó, sáng rồi đó. Nhìn đỡ hơn đó. Ok. Ôi chết rồi. Sao cái này xây tới đây luôn vậy? Thôi vậy. Ok, chỗ lên đi, chỗ lên đi. Đó. Rồi. Xây sơ sơ thôi. Trời ơi, còn màu xanh lá cây nữa, không biết nữa. Không biết để làm cái gì. Ồ, thế là nhìn mới đẹp đó anh, nhìn nó giống như con nít dành cho nước. Vậy con nít. Bây giờ xây lẹ mấy cái khu vực này nè. Ok. Gì vậy? Chết đi, không muốn xây xây nhanh, xây muốn xây đẹp thì phải xây nhanh. Là ủa, sao? Gì mà có cái lốc dư dư vậy? Gì dư? Nè, chấm đi nè. Thì xây lẹ lẹ đi, đó, nhấn nhấn nhanh nhanh nữa ra cái đó cái gì đâu. Trời ơi. Trời ơi. Xây ôi trời, ôi trời. Hồi lỡ nước nó tỉnh lại sao nó thở xong oxy của nó tỉnh lại. Nó bất tỉnh luôn đó, tội nghiệp quá. Đánh 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 nó xỉu thêm lần nữa. Cầm gậy đập nó một cái cho nó xỉu. Ok. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi cái gì mưa hả? Trời ơi ngoài đây mà cũng mưa nữa hả? Wow, mưa có vẻ dễ nhìn hơn cái ta. Không thấy gì hết. Nói vậy thôi chứ không thấy gì hết. Clear cái coi. Rồi. Ồ, khinh cái cầu của tôi. Khinh cái cầu thành cái gì rồi? Nó giống tủ lạnh di động không? Không, mình cứ cho nó cao lên xong mình chụm nó lại là ra khinh cái cầu rồi anh. Giống ta? Thì đúng rồi. Nó giống nào? Nó giống thằng nào nó đội đội cái khẩu trang lên đầu vậy á? Là anh biết sao không? Kiểu hả? Kiểu như là thật ra thì cái khinh khí cầu mình phải ngồi mình build kiểu gọi là rất là lâu và phải thiết kế từ lâu ấy, nhưng mà thôi giờ bây giờ tụi mình cứ cho nó như cái bóng đèn ấy, kiểu lên xong rồi mình chụm lại. Ok ok ok. Cái này lên đi. Rồi. Bên trong là mình phải cho nó có một cái lỗ nè thì ở giữa. Ở giữa là ở giống như đó ok, ở giữa giống như là cái gì anh? Lửa. Phải có. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình không đốt lửa được, cái này toàn lan mà, lửa cháy ngắt. Đó, giống lửa chưa? Bill cháy giống cục lửa thôi. Rồi, giống rồi đó. Rồi. Ok, úi trời 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 trời. Rồi, cái khu vực này sao đây? Thì bây giờ mình ấy nó lên thôi. Ấy nó lên. Ấy nó lên. Mình ấy nó. Mình ok, phiêu. Block, block này block gì đây em? 35 2.3 anh. 35 2.3. 35 2.3 là ra. 35 2.3. 5. Ấy da. Ấy chà. Ấy chà. Trời đất. Nó lệch mất tiêu rồi. Anh ơi em thấy cái này kẹt, nó giống cái xe ô tô ấy. kệ đi cho vô đi, cho vô đi. Đó, mình cho vô, cho vô. Hai đứa mình build thảm họa dễ sợ. Ra cái gì vậy? Tội nghiệp, tí hồi, à, tí à, hồi độ. Nhưng mà nhìn từ xa cũng đẹp á, nhìn xa bao đẹp luôn đó. Nhìn gì? Kiểu mini á. Nhìn mini lắm á. Nhìn cái lỗ chỗ nhìn kỳ cục vậy đấy. Đây. Ok, nhìn cho đỡ lỗ chỗ là. Rồi đó. Rồi. Rồi đó, được rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nước về hành tinh của nước. đưa nước ra biển thì có. Giờ mình ra đưa nước ra biển nè. Ok, clear đi. Bây giờ, ủa? Cuộc sống của thằng nước này quá tội. Trời ơi. Khứa mập hôm bữa nó đổi cái bánh lái thành cái gì luôn rồi. Rồi, cái bánh lái nhà tôi đâu rồi? Chờ anh tí. Chờ anh tí kiếm bánh lái. Hả? Cái gì xong? Mất bánh lái rồi. Từ từ nào, để lại cái bánh lái cho. Hôm bữa có làm bánh lái mà.
bánh xe rồi ta, có cái nào nhìn giống giống bánh lái, lấy bánh làm bánh lái coi. Coi nào cái gì cái bánh lái. Em tìm cái nào giống bánh lái không em? Để em tìm coi. Ok. Thôi, đến lúc em tìm được thì em tìm được rồi. Đó. Rồi. Cái này giống bánh lái nè. Trời ơi. Giống không? Ở giống. Giống. Đảm bảo luôn. Giống đâu? Đó. Nó sang chảnh hơn cái kia anh. Nó sang chảnh hơn không? Nhìn rõ ràng không? Ok. Wisdom. Ok, giờ mình bắt đầu nè. Thì ok, bây giờ là thôi hôm nay anh sẽ lái nha Vi nha. Em biết lái thì hôm nay anh lái nha. Đúng rồi, anh lái đi. Trời ơi, em mà lái là vô bệnh viện luôn á. Cái này anh cũng đâu thiết kế đâu anh biết. Ok, bây giờ anh bắt đầu nè. Em làm sao? À, tôi gạt cái cần để nó bay lên nữa. Từ từ bay lên tí nè. Bay lên một tí rồi đi. À, bây giờ mình sẽ kiểu đi ra tìm hướng đi ra bờ biển cái đã. Đâu đó rồi bên bờ biển. Ê, em giữ bên lái tí ấy. Giữ bên lái. Em giữ này thôi, anh sẽ gạt cái này. Đó. Gạt này đi lên đi xuống thôi. Rồi. Trời ơi, thằng đúng nó vừa quay ngang qua ngang lại kìa. Cẩn thận lên lúc. Nó sẽ tỉnh rồi, nó tỉnh giờ. Nó mà tỉnh là anh bó tay luôn. Ok. Coi. Bây giờ anh bảo em quay trái, em quay trái, em quay phải nha. Rồi, chơi luôn. Ok. Rồi, anh ơi, anh ở trên đây có thả nốt không? Trên đây không có thả nốt đâu em ơi. Thả nốt nằm nó đứng ở dưới mặt đất mà quên hả? Ok, em cứ đi em ơi. Em nhớ có được thả nốt lên đây mà. Ok, chết. Lên đâu mà lên. Cứ đi, cứ tự tin mà đi thôi em ơi. Trời ơi. Anh như hơi mưa em ơi. Anh thấy mưa hơi nhẹ em. Em đúng rồi, kìa, hình như sương á. Sương đúng rồi, sương. Em ơi, anh nghĩ sao ở trên vũ trụ mà, chưa mưa đâu. Vũ trụ, trời ơi, anh cũng không biết nữa. Giờ la xuống nha, đi xuống nè. Xuống đi nè. Đi nè. Okay. Trời ơi, sương đó mà sương em. Mưa mà. Trời gió rung quá em ơi. Em giữ. Em biết rồi, từ. Em ơi, chạy. Ê trời, rớt cái đồ cho rớt vô người anh luôn vậy. Trời. Trời ơi, nó rung quá, rớt cái đồ sao vậy? Ok, chơi. Em ơi, đừng. Ê, đụng. Trời. Trời ơi, em đã hết rồi. Đụng rồi. Đi ra ngoài sửa cho lên. Trời ơi, em ở đâu không biết lái mà. Thôi đi ra sửa đi trời ơi. Có trời vậy. Trời ơi. Tại anh biết sao mà em đâm đầu vô đây không? Tại em thấy con Reaper. Nè nó đây luôn nè. Em né nó cho nên là em mới đâm đầu xuống đất nè. Hay quá vậy. Trời ơi, giờ bị vướng rồi. Làm lại coi nó vướng hết trơn rồi nè. Trời đất ơi, banh hết chiếc xe của tôi rồi. Cái này cái hình cái cầu cái nội. Ủa cái hình cái cầu. Ừ. Trời ơi. Xe. Rồi, được chưa. Ôi dính hết đất rồi. Được chưa. Đẹp chưa. Y chang nước. Rồi, ok, được rồi đây anh ơi, lên. Sạch rồi đúng không? Ở đây còn đây còn ok. Rồi đi thôi, lại tiếp. Đi. Trời ơi. Ok, tiếp. Ok, trời ơi, được rồi đó. Đi. Lại đi em ơi, lại đi. Trời ơi, ok. Em nói này không có biết lái mà, vô bệnh viện tin. Trời ơi, cực dễ sợ không? Rồi bây giờ đi nè. Cứ đi thẳng đi, em thấy bờ biển rồi mà. Giờ là biển rồi, cứ đi ra giữa biển đi là xong. Ok. Nói chung là đâm đầu ngoài biển thôi đúng không? Đúng rồi, đâm đầu ngoài biển là sao? Ok. Anh nghĩ đây rồi đó. Được rồi đó, dừng lại. Ok, dừng lại. Rồi đó, thôi. Đi, mình đi ra nào. Đi ra nè. Rồi, ta mẹ rồi, đất ơi. Yeah, ra đây nè. Đây rồi, bây giờ mình kiếm. Ôi trời ơi. Ghê mà, bây giờ. Hay thiệt, giữa biển luôn. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái góc này cũng đâu hẳn là giữa biển. Đâu hẳn giữa biển đâu. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một cái góc nào đó đứng xa để mình nhìn núp. Ok không? Ok, trên đó, luôn. Đó, rồi, đứng xa nhìn núp. Ok, up 1 đây. Đây đúng không? Ok, mình sẽ đứng mình trình núp vào trong này. Núp nó ngáo lắm. Đứng đây cũng được, đứng đây cũng được. Đó. Nó ngủ gì? Nó ngủ heo vậy? Nó thở oxy vậy. Rồi. Ok, bây giờ mình trình núp nha. Trời ơi, trời xưng nhức đầu quá vậy trời. Nghe
thôi 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 thôi. Ok ok, nếu bạn thích video này thì đừng quên để lại channel của mình một like, share video, nhấn một nút đăng ký và qua channel của Lucy Yakami đăng ký nhé, là channel ồ Lucy nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye. Mệt phải lờ.